Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Nam kể chuyện ma. Với rất là nhiều video ngoài kia nhưng mà mọi người vẫn lựa chọn video này, Nam chân thành là biết ơn điều đó. Mọi người yêu thương nhớ like, share, đặc biệt là bấm nút đăng ký kênh giúp Nam. Các bạn bè, anh chị em, quý cô chú có những câu chuyện ma tâm linh muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người có thể gửi về Gmail hoặc là Zalo đang hiện lên trên màn hình. Không phải đợi chờ lâu nữa, Nam xin phép được bắt đầu kể câu chuyện ngày hôm nay. Chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Câu chuyện của ngày hôm nay của một chị tên là Phương kể lại, thì chị nói rằng đây là câu chuyện mà bản thân của chị đã chứng kiến vào cái thời điểm lúc đó chị còn nhỏ. Trong cái làng, cái xóm của chị vào thời điểm đó là có gia đình của cái ông này, tạm gọi là ông A. Vào cái ngày đó là ngày 30 Tết, chỉ còn 5 phút nữa thôi là sẽ bước sang một cái năm mới, mọi người đang chuẩn bị đón giao thừa đó. Thì lúc đó là ông A này, ổng lên cái cơn đau tim và rồi ổng chết ngay tại chỗ. Mọi người trong gia đình cũng rất là hoang mang, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì bởi vì ông A này ổng cũng đã lớn tuổi rồi, ổng còn bị bệnh nền nữa, nên cái việc mà ổng ra đi như vậy thì cũng không sớm thì muộn thôi. Mà mọi người phải hình dung đi, Tết nhất mà lại có đám tang thì những người ở trong xóm người ta kiêng kỵ lắm, người ta không có đi qua nhà của ông A này để mà đưa tang hay là giúp đỡ gì gia đình đâu. Chỉ có những người mà anh em rồi dòng họ trong gia đình rồi con cháu người ta mới tụ tập lại thôi. Với lại là Tết thì cũng kiêng kỵ nhiều điều, nên gia đình của ông A này nhanh chóng để mà tổ chức tang lễ rồi đưa ông này đi chôn cất luôn. Mọi người phải hình dung là vào thời điểm đó thì đâu có thể nào kêu những người thầy bà tới để mà người ta xem ngày giờ rồi người ta xem thử như thế nào đâu. Bởi vì như vậy mới có chuyện đó mọi người. Sau cái đám tang của ông thì không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng mà những người ở trong làng bây giờ người ta mới phát hiện ra là ở trong làng, trong xóm có một cái con chim cú, nó cứ bay qua bay lại rồi nó cứ kêu éc éc như vậy thôi. Cho tới cái ngày đó là cái ngày mà cúng 49 ngày cho cái ông A này thì con cháu và người thân nó tụ tập lại rất là đông. Đêm tối ngày hôm đó thì mọi người có bàn kế hoạch để mà ngày mai nấu cái gì đó. Thì có cái anh này là cháu ruột của ông A luôn, tạm gọi là anh An đi. Anh An là một cái người rất là khỏe mạnh luôn, chưa có gia đình. Thời điểm đó là ảnh sinh năm 91. Mọi người tối hôm đó thì bài ra để mà ăn nhậu, để mà nói chuyện với nhau rồi tính là ngày mai để mà dậy sớm rồi sẽ làm những món này món kia, làm gà, làm vịt, làm heo để mà cúng cái đám 49 ngày cho cái ông này. Khi ấy thì sau khi mà mọi người ăn nhậu rồi bàn tính hết khoảng độ là 10 giờ đêm thì cái anh An này ảnh mới chui vào bên trong phòng để mà ảnh nằm ngủ. Anh ngủ lại nhà của ông A này luôn đó. Sáng ngày hôm sau thì tất cả mọi người đã dậy để mà chuẩn bị làm những cái món ăn, đi chợ nấu nướng để mà chuẩn bị làm cái đám 49 ngày thì mọi người mới phát hiện là sao cái anh An này bữa nay ảnh ngủ dậy trễ về ta, ảnh không ra phụ mọi người, ảnh là một cái người rất là năng nổ mà sao bữa nay kỳ vậy. Thì lúc đó là khoảng độ là 7 giờ sáng rồi, mọi người mới đi vào bên trong buồn để mà kêu anh An này ra. Lúc này mới tá hỏa luôn, mới nhìn thấy anh A ảnh đang nằm ở trên giường mà máu từ ở trong miệng nó chảy ra. Hai cái con mắt thì nó trợn trừng lên, nó nhìn ở trên cái trần nhà đó. Người ta mới thấy là ảnh đã lè lưỡi ra mà cái hàm răng của ảnh nó cắn chặt vào trong cái rưỡi. Máu cứ như vậy mà nó chảy đầy hết cái mồm rồi như thế nó cứ tuôn ra ngoài cái mép. Ảnh đã chết ngay trong cái đêm hôm đó, lúc nào không một ai hay, không một ai biết. Mẹ của ảnh khi mà chứng kiến cái cảnh đó thì mới vội lao vào để mà ôm khóc quá trời là khóc luôn. Và cuối cùng là cũng phải đưa cái xác anh An này quay trở về nhà của anh để mà tổ chức đám tang. Còn gia đình của ông A thì vẫn ở lại bên đây để mà làm đồ để mà cúng kiến 49 ngày cho cái ông A. Thời điểm đó là đã qua được cái Tết rồi nên là gia đình của cái anh An này mới mời thầy bà về để mà coi như thế nào ngày giờ rồi coi là tại sao mà anh chết như vậy thì cái người thầy mới nói rằng là gia đình của mọi người là đã bị trùng tang rồi. Người thầy mới nói là cái người chết đầu tiên chính là ông A. Cái ông A này ổng chết vào trong một cái giờ trùng, nên là đã bị quỷ sai á, nó xích nó trói lại, rồi nó đánh đập mỗi ngày. Nó bắt cái ông A này là phải khai ra họ và tên con của ổng để mà nó lên đây nó bắt xuống dưới. Mà cái ông A này ổng quá là thương con của ổng đi, ổng đâu có khai tên ra đâu, ổng lại đi khai tên họ của cái đứa cháu của mình chính là cái anh An. Nên cái người chết tiếp theo á là anh An chứ còn ai nữa. Và cái ông thầy này ông cũng nói luôn, cái việc trùng tang này nó sẽ không có dừng lại đâu, tiếp theo đó sẽ có tới độ là 3 người nữa chết thì mới dừng lại, bởi vì cái trùng tang này tổng cộng cần tới 5 người mới tá hỏa ra. Mới biết là sự tình là như vậy á, thì ông thầy này mới kêu là bây giờ bắt buộc là phải làm một cái buổi lễ cực kỳ là lớn để mà giải đi cái trùng tang này. Sau đó là gia đình của anh An cũng báo ngược lại gia đình của ông A, cho gia đình của ông A biết luôn. Thì bây giờ là mọi người phải hùng hợp tiền lại với nhau á, để mà mua đồ về, để mà cho cái ông thầy này ổng cúng, ổng giải đi cái trùng tang. Thời điểm đó là chị Phương chị nói á, là sau cái chết của cái anh này á, thì tự nhiên ở trong cái làng nó lại xuất hiện tiếp thêm một cái con chim cú. Thời điểm sau khi mà cái ông A này ông chết chỉ có một con, mà bây giờ á, anh An này chết xong là tới 2 con luôn. Nó cứ bay qua bay lại ở ngay cái khúc mà đầu làng đầu xóm, nó cứ kêu lên en ét en ét en ét thôi. Những cái người mà thanh niên á mới chạy ra để mà dùng những cây ná để mà bắn nó, nhưng mà đâu có bắn được mấy cái con chim này đâu. Những cái người ở trong làng trong xóm bây giờ người ta biết được cái sự tình đó rồi, nên là mọi người mới thi nhau á là không có cho con cái ra ngoài đường. Rồi khoảng độ là 6-7 giờ là người ta đóng cửa lại hết, rồi còn treo cái con dao ở trước cửa nhà, bởi vì người ta biết rằng là đã có trùng tang. Mà cái ông A này ổng không khai tên con của ổng mà ổng đi khai cái đứa cháu, thì có khi nào mai mốt cái đứa cháu nó lại khai tên những cái người nào ở trong làng nữa thì không, nó lại không khai gia đình thì sao. Nên là người ta sợ lắm, người ta tránh mặt gia đình của ông A và cái anh An này luôn. Cái ngày mà gia đình của ông A này giải trùng tang á, thì chị cũng tò mò lắm. Chị cùng với lại là những cái người mà thanh thiếu niên ở trong xóm á, mới đi tới gần nhà của cái ông A này á, để mà núp vào trong cái bụi để mà coi thử như thế nào. Thì lúc đó chị mới thấy á, là gia đình dòng họ của ông A đông lắm nha, quá trời người ngồi ở xung quanh để mà quỳ lại. Cái ông thầy á, ổng bày ra nhiều đồ để cúng kiến lắm, giấy tiền vàng bạc nè, đồ ăn thức uống, bánh trái. Cụ thể hơn là có những cái hình nhân giống như là để thế mạng vậy đó. Thì chị mới nói á, chị mới thấy ông này á, ổng múa may quay cuồng, rồi ổng làm đủ trò lũ kiểu, rồi ổng cứ giật lên giật xuống giống như là người bị giật kinh phong vậy đó. Nhưng mà đến một hồi sau nha, cái cây nhang mà ông đã cắm lên trên cái bàn lư hương á, bỗng nhiên nó phực cháy. Gió từ ở đâu bốn phía nó thổi về, mà nó thổi mà nó tạo thành những cái cơn lốc vậy đó. Thì những cái đồ cúng kiến với lại là giấy tiền vàng bạc, hình nhân thế mạng á, nó bị cuốn vào trong những cái cơn lốc như vậy. Nó quay rồi nó văng tứ phía hết. Những cái đồ mà cúng kiến nè, rồi tất cả mọi thứ nó văng tứ phía. Ông thầy lúc đó là ông bật ngửa ra giữa đất luôn. Rồi ông mới lắc đầu. Cái mặt của ông là tái mét luôn, mặc dù là gió lớn mức độ như vậy mà mồ hôi của ông ướt hết cái áo. Ông mới quay qua nói với gia đình của ông Á là không được rồi, tôi là không có tài nào để mà có thể giải được cái trùng tang này, thôi gia đình tự lo điệu đi. Sau đó là ông bỏ chạy luôn. Thì những người ở trong gia đình của ông A thấy như vậy thì cũng bỏ chạy tán loạn. Bản thân chị á, núp ở kế bên để mà xem á, cùng với những cái thiếu niên thanh niên trong làng á, thì thấy vậy cũng bỏ chạy về nhà luôn, la quá trời là la. Nhưng mà bây giờ biết làm sao, những người trong gia đình á, đâu có ai muốn chết đâu. Mọi người lại tiếp tục mời rất là nhiều những người thầy bà nè tới để mà cúng kiến. Chị mới nói là khoảng thời gian đó cúng hoài luôn, cúng từ sáng tới chiều tối, cúng từ ngày này qua ngày nọ. Thì cũng may mắn là đã chứng được cái trùng tang này. Nhưng mà cái người thầy mới kêu là chỉ chứng được đúng 1 năm thôi. Ngày hôm đó là gần tới đám giỗ của cái ông A này rồi, thì chị Hồng, chị là đứa con gái của cái ông A này, chị đã có gia đình rồi. Chồng của chị thì làm ngân hàng, còn bản thân chị là giáo viên. Ngày hôm đó thì chị có đưa con gái của mình đi học đó. Sau đó thì tự nhiên không biết làm sao, chị lại tháo chiếc nhẫn cưới của mình ra, bỏ vào trong cái túi áo của cái đứa con gái, rồi cứ nhìn nó từ xa đi vào trong cái lớp học. Sau đó là chị mới quay trở về nhà. Chị còn được một cái đứa con trai nhỏ nữa, chị mới đưa cái đứa con trai nhỏ này cho cái người mẹ chồng của chị. Chị mới kêu người mẹ chồng là ẵm cái đứa bé này đi đi ra ngoài đường để mà chơi đi, còn bản thân chị là bận ở nhà để mà chấm bài. Mẹ chồng của chị thì thấy bình thường lắm, bởi vì lâu lâu á, có đôi khi mà chị hay chấm bài thì mẹ chồng của chị cũng giữ con giùm chị luôn. Ngày hôm đó thì mẹ chồng của chị cứ ẵm cái đứa bé này qua nhà hàng xóm để mà chơi. Tới khoảng độ là hơn 9 giờ kém thì mẹ chồng của chị mới ẵm cái đứa cháu trai này về nhà. Thì lúc đó mới nghe thấy từ ở phía bên trong nhà của cái đứa con dâu của mình đó, những cái tiếng la, những cái tiếng hét thất thanh luôn. Mẹ chồng của chị cố gắng để mà đập cửa để mà chạy vào, nhưng mà cửa đã bị khóa trái từ bên trong rồi. Mới vội la làng rồi kêu hàng xóm xung quanh qua để mà cứu giúp. Khi mà mọi người tông cửa vào được rồi thì mới thấy một cái cảnh tượng vô cùng là kinh khủng luôn. Là cái chị Hồng này nè, chị đã châm xăng để mà tự thiêu mình ở trong cái nhà rồi. Cái xác chết của chị á, nó đen thui à, nó cháy hết từ đầu tới chân, mà người của chị thì bị co rúm lại nằm co ro như vậy, mà cái hàm răng thì nó vẫn trắng, nó không bị sao cả, nhìn rất là hãi luôn. Bản thân chị Phương lúc đó khi mà chị đi ngang á, là chị thấy mọi người tụ tập đông quá, chị cũng chạy vào để mà xem, thì chị thấy được cái xác chết của chị Hồng này đó. Trời ơi là chị nói thật là chị ám ảnh, không thể nào mà chị ngủ yên được mấy tháng trời. Lúc nào cũng tưởng tượng về cái xác chết khô đó, rồi hàm răng thì cứ nghe ra trắng bóc như vậy, rất là hãi hùng luôn. Sau cái chết của chị Hồng này á, thì gia đình dòng họ của ông A giống như là phát điên vậy đó. Biết là cái trùng tang này nó đang tiếp tục diễn ra rồi, ai cũng đều sợ chết hết. Người nào người nấy á, túa ra bốn phương tám hướng để mà tìm những người thầy bà, rồi tìm những người pháp sư, tìm những sư thầy về đây để mà cúng kiến. Lại thêm một khoảng thời gian mà ngày nào chị Phương á, chị cũng nghe thấy những cái tiếng tụng kinh gõ mõ, rồi giấy tiền vàng bạc á, nó trắng xóa cả một cái cung đường luôn. Tưởng chừng là mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng không nha. Sau 49 ngày của chị Hồng lại tiếp tục có chuyện xảy ra. Cái đứa cháu gái của cái chị Hồng này á, thời điểm đó là cùng với đứa bạn của mình đạp chiếc xe đạp để mà đi lên trên phố đi chơi hay là mua sắm đồ gì đó. Thì trên cái con đường đi á, bắt buộc phải đi ngang qua một cái bờ sông. Thì không biết làm sao chiếc xe đạp của cái đứa cháu gái của chị Hồng này á, tự nhiên nó bị mất thắng, và cả hai cái đứa bé này nó bị lao thẳng xuống dưới cái dòng sông luôn. Thời điểm đó là có một cái bà lớn tuổi, bà đi chợ đi ngang qua thì bà mới thấy á, là có một đứa là nó chìm xuống dưới luôn rồi, nhưng mà một đứa còn lại là nó vẫn đang giơ tay để mà vẫy vùng để mà cầu cứu. Nhưng mà bản thân của cái bà này hình như là bà không biết bơi sao á, bà đâu có dám nhảy xuống để mà cứu cái đứa còn lại đâu. Bà mới la làng la xóm luôn: bớ làng nước ơi, có người chết đuối, bớ làng nước ơi. Bà la quá trời la luôn, nhưng mà không có thể nào nhảy xuống để mà cứu được cái đứa còn lại. Thì cuối cùng khi mà mọi người túa ra thì cái đứa còn lại nó cũng chìm xuống dưới luôn. Tội nghiệp ở đây á, là tội nghiệp cho cái đứa bạn của cái đứa cháu gái của chị Hồng. Rõ ràng là chỉ đi cùng với bạn của mình thôi, nhưng mà cũng bị kéo để mà chết theo luôn. Khi mà mọi người vớt được hai cái xác của hai cái đứa này lên rồi thì người nhà tất cả đều túa ra. Trời ơi, thấy cái cảnh tượng nó khóc quá trời là khóc. Nhưng mà cái đứa bạn của cái đứa cháu gái á, giống như là nó oan uổng về cái việc mà nó chết như vậy á. Khi mà người nhà nó tới á, thì tự nhiên cả người nó giật nảy lên nha, tái nhợt như vậy. Nhưng mà máu á, nó bắt đầu tuôn ra, nó văng ra, giống như là oán hận là tại sao mình lại chết một cách oan ức như vậy đó. Hãi hùng. Bây giờ là gia đình của ông A đó giống như là chết lặng hết toàn bộ tâm can rồi, bởi vì bây giờ là tới 4 người đã chết, mà cái chết của những người này nó đều liên quan tới cái con số 49. Phải chăng rằng 49 ngày nữa trong cái gia đình này lại tiếp tục có người chết? Ai thì cũng sợ chết hết, bởi vì còn một người nữa là đúng với cái lời của ông thầy ngày trước ông đã từng nói là có tổng cộng là sẽ có 5 người chết. Mọi người tiếp tục lại tủa ra để mà tìm những cái vị sư thầy về đây để mà giúp. Thì gia đình nó cũng tìm được một cái ông thầy cũng khá là nổi tiếng ở Hải Dương. Cái ngày mà ông thầy này ông xuống á, thì ông cũng làm những cái buổi lễ cúng kiến như thế nào đó. Rồi ông mới quay qua ông nói với gia đình á, là gia đình này nè, phải một người chết nữa thì mới kết thúc đi cái trùng tang. Thì không biết là ai là người sẵn sàng để mà chết. Trời ơi, nghe xong á, ai cũng lạnh sống lưng hết, đâu có ai mà muốn chết đâu mọi người. Thì ông thầy ổng cười, ổng nói là ổng chỉ nói đùa thôi. Bây giờ là ở trong gia đình dòng họ có những người nào mà sinh năm 90 á, thì hãy bước ra đây hết đi. Thì nguyên trong cái dòng họ như vậy có tổng cộng là 3 người là sinh năm 90. Thì ông thầy này ổng mới nói là 3 người này sẽ, một người trong 3 người là cái người tiếp theo bị bắt trùng tang, là cái người sẽ bị chết đó. Nghe xong là 3 người này quéo quẹo luôn, là ngã quỵ xuống dưới đất khóc quá trời là khóc. Thì ông thầy ổng kêu là không có sao đâu, đừng có lo, có ổng ở đây rồi, ổng sẽ giúp cho. Ổng mới rút ra 3 cái lá bùa. Thì 3 cái lá bùa này, một bên là nó ghi bằng cái chữ nho ngày xưa, một bên là nó có vẽ cái hình của tượng Phật đó. Ổng mới gấp 3 cái lá bùa này lại, rồi ổng đưa cho 3 người mà sinh năm 90 á. Ổng mới kêu là trong suốt khoảng thời gian tiếp theo thì phải luôn luôn giữ kỹ 3 cái lá bùa này. Thậm chí là cái lúc mà đi tắm cũng không được tháo cái lá bùa này ra, bởi vì nó sẽ giúp cho 3 người bình an. Nếu không là một trong 3 người sẽ là cái người chết tiếp theo đó. Thế là cả gia đình mới tức tốc là đi đặt, làm những cái sợi dây chuyền mà nó có cái mặt mà đóng ra mở vô, để mà có thể nhét cho vừa cái lá bùa, bởi vì sợ là những cái người này cầm ở trong mình đôi khi là sẽ bị rơi mất đó. Sau đó thì ông thầy ổng mới dặn là tất cả mọi người trong gia đình là phải chuẩn bị những cái đồ này để mà cúng lễ, để mà làm cái buổi giải trừ đi cái trùng tang đó. Thì ông thầy này ổng mới kêu là ngày đó thì ổng sẽ quay trở lại để mà giúp gia đình. Thì gia đình cố gắng đợi nha. Cho đến cái ngày đó thì có một cái chiếc xe hơi nó đậu trước cửa nhà của ông A. Từ trong cái xe hơi này bước ra là một cái vị sư thầy cùng với lại là ông thầy người Hải Dương hôm bữa đấy. Hai người mới bước vào bên trong nhà thì gia đình của ông A cũng chuẩn bị rất là nhiều những cái đồ ăn chay để mà mời hai cái vị thầy này ăn. Khi mà hai thầy dùng xong hết rồi thì mới bắt đầu là kể để mà lên cái kế hoạch đó. Đầu tiên là cái vị thầy ở Hải Dương có tâm sự, có kể về cái vị sư thầy đi chung thì mới nói rằng đây là một cái vị sư thầy rất là giỏi về cái việc mà bắt trùng tang. Bởi vì ngày xưa đó là sư thầy này giỏi lắm, nhưng mà còn trẻ, ngạo mạn và ngông cuồng. Cuối cùng là cái người vợ và cái đứa con của cái vị sư thầy này đã bị những cái vong ma vong quỷ nó quật chết luôn. Thì cái sư thầy này quá là buồn nên là đã xuống tóc để mà đi tu. Sau đó là ngự ở trong chùa Hàm Long đó, mặc dù là không làm ở cái chức trụ trì nhưng mà nổi tiếng về cái việc mà giải quyết những cái vấn đề về tâm linh. Thì cái ông thầy Hải Dương này ổng mới mời cái vị sư thầy này tới đây để mà giúp gia đình của cái ông A. Nghe xong như vậy thì gia đình tin tưởng nhiều lắm. Thì cái ông thầy Hải Dương này ổng tiếp tục ổng nói là sau khi mà ổng làm cái buổi lễ này xong thì tất cả mọi người trong gia đình đưa cho ổng là 4 cái di ảnh của 4 người đã từng chết vì trùng tang đó, để mà đưa lên trên chùa Hàm Long để mà trấn, để mà làm những cái buổi lễ để sau này giúp cho 4 vong hồn của 4 người này nè nhanh chóng được siêu thoát. Mọi người hình dung không, là khác với những cái người thầy trước. Rõ ràng chị Phương nói là những người trước là người ta múa may quay cuồng, người ta tung tiền rồi tung bùa, làm đủ trò đủ kiểu. Nhưng mà hai cái vị này hoàn toàn làm ngược và trái lại hết toàn bộ. Vẫn chuẩn bị rất là nhiều đồ lễ để mà bày ra ở giữa sân, nhưng mà trải một cái chiếu ở giữa sân như vậy. Hai thầy này ngồi xuống, sau đó là xếp bằng lại, chắp tay lại, rồi nhắm mắt cứ như vậy mà đọc kinh thôi. Không có làm bất cứ những cái trò búa may quay cuồng như những ông thầy khác đâu. Rất là lạ luôn. Thì chị Phương cùng với những người thanh niên ở trong làng là cũng tiếp tục nhiều chuyện núp vô để mà xem. Bởi vì tuổi trẻ mà mọi người ai mà chẳng háo hức về những cái chuyện tâm linh này. Thì chị Phương chị mới nói nha, là cái cảnh tượng này là chị nói thật là chị thấy hoàn toàn 100% không có giả dối. Là trời đang đứng bóng giữa trưa, nắng cực kỳ luôn. Tự nhiên mây đen bắt đầu là ùa tới nha. Gió nó thổi lên từng cơn rít rít rít. Mà trong cơn gió đó là chị nghe thấy những cái tiếng gào, tiếng hét rất là ghê luôn. Nhưng mà tuyệt nhiên trời không rơi một giọt mưa nào cả. Sấm bắt đầu đánh vang trời luôn. Những người thân, anh chị em dòng họ của gia đình của ông A đó rung như cày sấy. Ai nấy đều quỳ kế bên để mà bấu víu vào nhau. Mặc cho tất cả mọi thứ nháo nhào như vậy, nhưng mà hai cái vị thầy này vẫn cứ ngồi im, xếp bằng chắp tay để mà đọc kinh. Cho tới khi mà mọi thứ nó dần dần tan biến nha. Mây đen biến mất, sấm chớp không kêu nữa, gió ngừng thổi, thì hai thầy mở mắt ra. Mới quay qua nói cả gia đình của ông A này là dẫn hai thầy đi ra chỗ của 4 cái ngôi mộ kia. Thì mọi người tưởng tượng nổi không, khi mà đi ra cái chỗ của 4 ngôi mộ thì một cái khung cảnh rất là ghê. Đó là trên cả 4 cái ngôi mộ này, những cái con quạ từ đâu á, nó đậu ken kính nghịch hết toàn bộ. Hai cái người thầy này mới đi tới, bắt đầu là lâm ram để mà đọc kinh, sau đó là nhét những cái lá bùa xuống dưới ngôi mộ thì những cái con quạ nó mới bay đi, sau đó lại quay trở về gia đình của ông A này. Khi ấy thì cái ông thầy ổng mới kêu rằng là mọi chuyện là cũng tạm ổn rồi, bây giờ là đưa 4 cái di ảnh của 4 người đã chết đó, sau đó là lấy một ít tro nhang với lại là cái chân của cái nhang đó, đem hết lên trên chùa Hàm Long để mà gửi lên trên đó để mà giúp cho 4 người này nhanh chóng được siêu thoát. Rồi còn dặn gia đình người thân á, của 4 người này á, là tuyệt nhiên trong cái khoảng thời gian tiếp theo, nếu như gia đình buổi tối ngủ mà nghe thấy những cái tiếng gõ cửa hay là những cái tiếng ai kêu mình thì tuyệt nhiên không có được đáp lại nha. Nếu mà đáp lại thì chắc chắn sẽ mất mạng. Còn dặn kỹ hơn nữa là tất cả những người đã mất không bao giờ được nhắc lại tên của họ. Thầy có đưa thêm cho gia đình những cái lá bùa bình an đó, kêu mọi người là dán trước cửa nhà đi. Thì sau đó là gia đình của ông A này á, là đưa tiền cho hai thầy nhiều lắm, nhưng mà hai thầy tuyệt nhiên là không hề lấy đâu. Hai thầy kêu là hai thầy chỉ làm phước thôi, sau đó là leo lên trên xe hơi để mà bỏ đi luôn. Và kể từ đó thì thật sự là gia đình của ông A này không có thêm bất cứ một người nào chết nữa mọi người. Và đó chính là toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay mà Nam muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người cùng nghe. Mọi người thấy sao về câu chuyện này? Nhớ để lại comment cho Nam biết nha. Cảm ơn mọi người bởi vì đã xem hết toàn bộ video ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những câu chuyện lần sau.